Người thứ ba. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Người thứ ba. Chúng ta luôn luôn có hẹn với nhau vào lúc 20 giờ tối thứ ba hàng tuần để có thể ngồi lắng nghe tâm sự được gửi về từ các nhân vật, từ các bạn đã rất là tin tưởng tìm đến với chương trình. Và tinh thần thì luôn luôn là không đổi, lắng nghe không phán xét, lắng nghe để có thêm chất liệu, và lắng nghe để biết rằng đâu đó đôi khi có những cái sự vô tình của chúng ta, nó hoàn toàn có thể đẩy cái câu chuyện hôn nhân của mình đến những cái diễn biến vô cùng phức tạp và thậm chí là gãy đổ. Và mọi nhân vật, mọi câu chuyện tìm đến với chương trình sẽ luôn luôn được đối đãi bằng một cái sự chân thành, bằng tất cả những cái sự trắc ẩn mà chúng tôi rất là muốn các bạn hãy thoải mái chia sẻ để mình có thể trút bớt đi gánh nặng, trút bớt đi tâm tình của mình để mình quay trở về cuộc sống thường nhật và sống hết mình để có thể hạnh phúc. Bạn có thể đã từng rất đau xót khi mà mình trở thành một cái người đánh mất hạnh phúc gia đình vì sự chen chân của một kẻ thứ ba. Bạn đôi khi cũng đã rất lầm lỡ để tìm đến một cái người thứ ba và phá vỡ cuộc hôn nhân của chính mình. Và đôi khi trái ngang thay, bạn có thể lại là người thứ ba bước vào cuộc hôn nhân của một ai đó. Thôi thì mọi mảnh đời, mọi câu chuyện đều sẽ được đón nhận. Và tuần này thì không biết rằng là chúng ta sẽ đón nhận một nhân vật, một khán giả của chương trình đã yêu mến chương trình, đã chọn chương trình để làm một cái gối tựa tay, nghiêng về đó và trút ra nỗi lòng của mình. Thì không biết là nhân vật này là ai và chúng ta sẽ chào đón bạn ấy từ đâu. Và bây giờ thì chương trình xin gửi lời chào đầu tiên đến nhân vật xuất hiện trong tuần này. Chào bạn. Em chào chị. Dạ em đang ở Sài Gòn. Dạ năm nay em 32 tuổi. Dạ em bị người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của em ạ. Vẫn là một cái nhóm tâm tình rất là đông nha mọi người. Hôn nhân của mình bắt đầu từ năm mà mình bao nhiêu tuổi bạn hả? Dạ em lập gia đình khá sớm luôn. Thì em lấy chồng năm em 18 tuổi. Lúc đó hai đứa đang đi học lớp 12 á. Quen nhau từ tháng 4 xong rồi đến tháng 1 năm sau là cưới. Đám cưới thì cũng rất là lớn luôn mà còn em lúc đó là rất là nhỏ luôn. Cứ nghĩ là yêu là cưới rồi, cũng gia đình hai bên rất là vui tại vì đều là lần đầu tiên có con để cưới nên là rất là hân hoan, mọi người rất là vui để tổ chức đám cưới cho hai đứa luôn. Một cái đám cưới trẻ thì nó vui lắm tại vì nó tinh khôi mà mọi người. Nhưng mà chị hỏi thật là lúc đó mình đương nhiên là mình vui, nhưng mà nó có gợn lên trong lòng em một cái gì đó, nó lo lắng cho tương lai không? Tại vì rõ ràng muốn hay không mình vẫn phải thừa nhận 18 tuổi là trẻ. 18 tuổi là trẻ để mình có thể kết hôn. Vậy thì cái lúc mà mình kết hôn đó là nó yêu thì đương nhiên yêu rồi, nhưng mà để bước vào hôn nhân thực sự thì lúc đó em thấy mình có sẵn sàng thiệt không? Dạ không, lúc đó em chỉ biết là lấy chồng thôi, em còn không hiểu hôn nhân là gì hết, không biết suy nghĩ là hôn nhân hay là những cái tính toán xa gần gì hết. Rồi bắt đầu cưới là hai đứa rất là vô tư, cũng chưa có nghề nghiệp gì luôn, đang đi học. Hai người bằng tuổi không? Ôi trời ơi, rồi lúc đó em một tuổi. Dạ vậy thì cho hỏi thiệt nè, vậy thì lúc mà chuẩn bị làm đám cưới rồi bắt đầu từng bước là cái ngày cưới nó đến gần á, là lúc đó có bao giờ các bạn ngồi bàn với nhau thì thôi bàn theo kiểu trẻ trẻ cũng được, nhưng mà có bàn với nhau là đã cưới xong rồi mình làm gì, rồi coi như là kinh doanh làm sao, rồi làm ăn buôn bán tiền bạc đồng ra đồng vô làm sao, có tính những cái chuyện đó không hay là kệ nó đi cưới thôi? Dạ lúc đó không tính gì hết, kệ nó đi, đến ngày cưới mà chồng em còn không biết nữa. Còn em thì chỉ lo đến chuyện là mua ấy gì, thuê váy cưới hay là make up này nọ thôi. Sau đám cưới thì hai bạn ở chung với nhà chồng hay là ở chung với nhà vợ, hay là cả hai được tạo cơ hội, được tạo điều kiện tách riêng ra có một cái mái ấm riêng? Lúc này mà em mới cưới á, thì em được ra ở riêng liền luôn. Sau khi em bé em được một tháng là từ nhà mẹ ruột của em xong về ở riêng liền. Nên là tại vì em còn nhỏ, nhưng mà lúc đó tính em rất là ngang luôn. Em không có thích ở chung với gia đình chồng nên ra ở riêng thì mạnh em nuôi con, rồi mạnh chồng em đi chơi, tối ngày em cứ khóc lóc. Em cưới được 3 ngày á, cái bạn gái đó là đi tới phòng ngủ của em luôn, đi kiếm chồng em luôn á. Cứ một ý tháng là quen một người, mỗi tháng quen một người, xong rồi em đi đánh ghen.
cái thời điểm nào bắt đầu mình cảm thấy lấn cấn về cái cuộc hôn nhân này? Trong đám cưới của em á, em cứ nghĩ là chồng em thương em lắm. Xong rồi đám cưới của em, cái xong cái bạn bạn người yêu cũ á, cũng học chung lớp của chồng em, xong phá đám cưới, bay vô ôm chú rể khóc tơi bời luôn. Xong rồi em thấy vậy cái em cũng giận quá mất thôi, em cho nguyên một cái chén lẩu ụp lên đầu luôn. Xong là từ đó rồi xong cái bạn đó cứ liên lạc hoài luôn, đến khi mà tụi em chia tay luôn. Đến bây giờ thì vẫn còn liên lạc, tại vì con em trở lại thôi. Đó là bắt đầu ngay cái ngày đám cưới của em nó đã có xảy ra chuyện rồi. Rồi xong tiếp theo đó là rất là nhiều chuyện cứ xảy ra liên tiếp vậy đó, không có ngày nào bình yên hết. Có nghĩa là ngay từ cái ngày đám cưới là đã bắt đầu mở màn cho hàng loạt những cái chuyện lấn cấn sau đó. Đúng ngày đám cưới là cái ngày mình biết rằng yêu là cưới, không hề vui. Dạ đúng rồi. Rồi sao? Rồi sau đó thì sao nữa? Mà về thì cái tình cảm hai vợ chồng á, nó có còn như trước đó không? À thì em vẫn bình thường lắm, tại vì tính của em thì nó cũng hơi dễ dãi á. Có nghĩa là xong thì thôi. Rồi xong rồi bạn đó cứ tìm mọi cách nhắn tin liên lạc, rồi thậm chí là em cưới được 3 ngày á, cái bạn gái đó là đi tới phòng ngủ của em luôn, tại có cái nhà trước đi thẳng vô đi kiếm chồng em luôn á. Rồi nói chung là tìm cách thì cùng kiểu là không cam tâm khi mà chồng em đi lấy vợ. Vậy thì cái người thứ ba chen chân vô cuộc hôn nhân của mình là cái cô bạn gái đó hay là những cái người mới sau này? Dạ những người mới sau này, có nhiều người lắm. Có nhiều người lắm. Thì người đầu tiên là cái bạn đó. Xong rồi đến khi em có bầu, em đẻ không em bé đầu tiên của em được 5 tháng thì chồng em lại quen một người khác. Em phát hiện ra, xong rồi em đi đánh ghen. Kể cái vụ phát sao mà làm sao mà mình phát hiện ra cái người thứ ba ở cái lúc mà mình sinh con được 5 tháng, thì cái sự kiện gì mà mình phát hiện ra là có một cái người thứ ba rồi? Chồng của em đi uống cà phê. Xong rồi các chị chủ quán cà phê á, là thấy em còn nhỏ nè, hay ẩm con đứng chơi trước đường á, xong tới mới nói em là thấy chồng em á đang ở trên cái quán cà phê đó, đang ngồi giặt đồ chung với các bạn tiếp viên quán á. Xong cái em nghe nói em đang ẩm em bé, em chạy tức tốc lên quán, em thấy hai người đang ngồi giặt đồ vui vẻ quá. Xong em lấy nguyên cái thau đồ em ập đầu lên hai người luôn. Thấy cái động tác ập đầu của em là một động tác thuần thục hả? Đây là động tác mà từ ụp lẩu nè, sau đó là ụp tới thao đồ, phong độ ổn định. Rồi sao? Rồi lúc đó con đâu? Cái đứa bé 5 tháng đâu mà có thể ụp được thao đồ vô người ta hay vậy? Đang kẹp nách luôn mà xong lấy tay hút đó, chị, xong rồi em bé dằn xuống đất. Là trời. Em bé dằn xuống đất xong rồi em bé bị cắm mấy cục đá mi lên đầu tùm lum tùm la, xây xoét em bé. Xong cái nhà chồng em nghe tin xong xuống hốt em về, sợ ồn ào mất mặt á. Rồi cái người đó thì khi chồng về chồng ngon ngọt với mình thì lý lẽ có phải là vậy không? Thì tụi anh quen chơi chơi thôi, thì đi chung vậy đó, rồi gặp nhau rồi cà rỡn mấy câu, chứ tình cảm gì đâu, sao mà anh bỏ gia đình được rồi, phải không? Dạ đúng rồi, em rất là vô tư luôn, em thì chịu ngọt á, cứ nói ngon ngọt em bỏ qua, chứ em cũng là người không có suy nghĩ nhiều và em không tin á. Do em còn trẻ quá nên là em không tin chồng em không thương em nghĩ lúc nào cũng thương em. Và chồng em có cái tính là nếu em phát hiện là sẽ bỏ, không có dây dưa nữa, mà chỉ có những cái người con gái đó dây dưa đeo bám thôi. Cứ mỗi tháng là quen một người, mỗi tháng quen một người, quen rất nhiều luôn á. Kiểu đi bia ôm nhiều lắm, em cũng phát hiện em đánh ghen nhiều lần lắm rồi. Mấy cái quán ở Sài Gòn hình như là em đều kiếm tới á, có ai chỉ điểm là em đi liền à. Con em mà có đứa là một tháng em cũng bỏ ở nhà để em đi kiếm chồng hồi đó. Cái giai đoạn mà em mới sinh bé thứ hai á là em đi kiếm chồng suốt đêm vậy đó. Em đi mà em hồi hộp, em chạy, em ở quận 12, em chạy qua tới Bình Thạnh luôn. Xong em kiếm không thấy chồng em chạy về nhà. Em coi con em khóc hay ngủ, xong em lại chạy đi các quận em kiếm. Có khi em kiếm từ 9 giờ tối đến 4 giờ sáng cứ chạy đi chạy về, vừa canh con vừa đi kiếm chồng hoài đó. Em đi một mình. Lý do gì mà em phải để mình giải dầu sương gió như vậy vì một cái người đàn ông mà thực ra thì như lời em tả là mỗi tháng quen người và anh có thể đi lang bạc kỳ hồ khắp nơi như vậy, tại sao? Em cũng không hiểu em như thế nào luôn á, tại vì em rất là thương chồng em luôn. Cái thời điểm đó là
em rất là sợ, em rất là sợ mất chồng em. Tại vì á, em không có sự nghiệp, không có gì trong tay hết luôn. Đến năm mà 2015 á, khi mà em cố gắng đi học cho mình một cái nghề á, em cố gắng nhiều lắm, em cố gắng vươn lên rồi xong mà em phát triển được, em có chỗ đứng trong cái nghề của em á, thì em mới bắt đầu là khôn hơn một xíu nha. Chứ mới đầu em rất kiểu là ngây thơ, tin tưởng, dễ dàng tha thứ, dễ dàng bỏ qua, và cứ nghĩ là em sẽ không bao giờ nuôi được hai đứa con của em. Chị muốn hỏi em một điều là theo em kể thì nhiều lắm, nhiều những cái cô người yêu thoáng qua như vậy lắm. Như vậy thì cái sự kiện nào để em bừng tỉnh rằng là mình phải có nghề? Đến cái đoạn nào, đến cái sự kiện gì mà em cảm thấy là không, bây giờ mình phải có một sự nghiệp riêng của mình để rồi sau đó em quyết liệt, em rất là nỗ lực để đi tìm một cái nghề cho mình? Cái điều mà để em thức tỉnh mà để em phải đi học một cái nghề á, là do em không có tiền. Thực sự là lúc đó chồng em làm rất có tiền luôn, chồng em buôn bán điện thoại, nhưng nó tiền của chồng em. Và em muốn là muốn mua một cái gì, làm một cái gì em phải xin tiền chồng. Thậm chí một lần đi chợ của em chỉ được 70 ngàn, nếu em đi quá thì em phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà hai vợ chồng em ăn uống không có giống nhau, chồng em thích ăn cái đó, em không thích ăn cái đó, nên là tất cả em phải nhường cho chồng em, tại vì em cũng không muốn gây gỗ. Nhà em ví dụ lúc đó mà trong nhà hết mắm muối đường bột ngọt hay gạo gì là đều cãi nhau hết, nó rất là phức tạp luôn. Rồi chồng em cũng cứ đi lăng nhăng, rồi em cũng cứ đi đánh ghen, rồi em nghĩ quẩn luôn á. Em nhiều khi em nói thôi muốn chết cho rồi đi, nhưng mà đúng là em cũng chưa có đủ can đảm, em chỉ nói chuyện theo kiểu hù dọa chồng em thôi. Rồi lúc đó em cũng nhắn tin với ba chồng em nói con chỉ muốn chết thôi, chứ bây giờ con thấy bế tắc lắm. Em thì không dám nói với mẹ, nhưng mà em cũng nói là mẹ ơi, lúc mà con cưới xong á thì con định đi học lại, nhưng mà bây giờ có con mà không đi học lại nên mẹ cho con một ít, mẹ cho con khoảng 10 triệu đi, con đi học nghề trang điểm, chứ con muốn đi học một cái gì đó cho con một cái nghề. Thì đó là lần đầu tiên đi học, là học trang điểm, nhưng mà em cũng không may mắn, tại vì cái chỗ trang điểm không có dạy cho em, tới nơi tới chốn vừa đóng tiền á, người ta đi qua Canada mất tiêu rồi. Xong rồi em phải chuyển qua em đi học mà học nail. Em học nail thì cũng khó khăn lắm, nói chung là em gặp rất là nhiều khó khăn. Cái trong lúc em đi học nail á, thì có một người bạn của em mới nói là chị đó làm mi, một ngày chị đó làm mi được khoảng 500 ngàn, làm được 2 khách 3 khách là 500 ngàn. Em tính ra 500 ngàn thì một tháng em có 15 triệu rồi, nên em đi học mi. Và khi mà em học được mi á, là em chọn đúng một cái nghề đó luôn. Em bỏ make up với bỏ nail luôn. Em đi thi những cái cuộc thi mi ở trong nước với quốc tế á, em được giải nhất là giải cao á. Nên là em có nhiều khách hàng với học viên tìm đến với em. Là cũng từ lúc mà em có nhiều khách hàng học viên á, là chồng em quen cái bạn đó là học viên của em luôn. Rồi giống như cái nghiệp của em là phải đi đánh đuổi người thứ ba ở tất cả mọi nơi, trên mọi mặt trận vậy đó. Bạn đó là học viên của em thấy bạn đó còn nhỏ, mới có 18 tuổi thôi. Nên là em thấy cũng không có ra mở tiệm được. Em nhận lại làm thợ của em, làm nhân viên của em. Và bạn đó không có hề yêu con trai, không hề thích con trai. Bạn đó thích con gái. Khi mà bạn đó quen thì bạn quen cái người con gái kia á. Nhiều khi em còn vô tình chứng kiến là hai người đó hôn nhau, thì em cứ nghĩ chắc chắn bạn này không phải là con gái thẳng. Cũng là lesbian á, xong rồi em không có đề phòng, nên là em rất là thân thiết luôn, em coi giống là người bạn thân của em vậy đó. Em nói chuyện, em chia sẻ và em cho ngủ lại, và em đi đâu, đi làm gì, đi chơi thì em cũng dẫn bạn đó theo hết, tại vì em nghĩ bạn đó tốt với em. Nhưng mà được một năm á thì em mới phát hiện ra là bạn đó rất là thích chồng em chứ không phải là thương em. Cái sự kiện gì mà làm cho mình phát hiện ra và mình tin? Tại vì mình là cái người không tin người khác, mình lại tin hai cái người mà đang rất là lừa lọc mình. Vậy thì cái sự kiện nào đã làm cho em buộc phải tin là nó như vậy rồi, không né tránh được nữa? Ngày hôm đó em với cái bé gái lớn của em á, đi làm nail ở bên Gò Vấp. Xong rồi cái bạn họ của em á, bạn cứ gọi điện liên tục cho em hỏi là khi nào về. Xong em cũng thấy nghi ngờ rồi. Cái em mới nói là còn lâu lắm mới về, nhưng mà thật ra là cũng chừng 5 phút nữa là em có mặt rồi, em nói nửa tiếng nữa. Cái xong cái em về bất ngờ, em thấy là thợ của em, những người kia vẫn làm, mà em thấy bạn đó không có mặt ở đó.
Xong em dọn xe nhẹ nhàng, em bước vô nhà, em vô phòng của chồng em thì bạn nó biết rồi, bạn nó giật mình chạy xuống nhà bếp. Cái em thấy nguyên một cái vết sơn môi to thì to trên mặt chồng em luôn. Em nhìn xong em nhìn cái vết sơn môi em đứng sững luôn. Em cũng khóc, xong em lau nước mắt, em biết chuyện rồi. Em lau nước mắt em xuống nhà sau thì em thấy bạn đó rất là luống cuống, tự nhiên cầm cái chanh ăn á chị. Em kêu ủa sao em lại ăn chanh vậy? Nó kêu là tự nhiên em thèm. Cái xong cái em cũng cố gắng là tỏ ra bình tĩnh để còn có gì em còn có chứng cứ, chứ mà bây giờ em làm động nên không có được. Em không dám tin là sự thật luôn. Em cũng không ngờ một cái cách em biết nó như vậy. Em run ghê là run luôn. Chồng em á là một người kinh doanh rất đàng hoàng, có tiền, có vợ đẹp con ngoan, nhưng mà cuối cùng khi quen bạn này á, bạn này bị nghiện ma túy á. Dạ, xong rồi chồng em cũng bị nghiện theo. Khi mà nghiện theo như vậy thì chồng em bỏ bê hết công việc, tối ngày chỉ ngủ thôi. Nhưng mà dạ, khi mà bỏ bê rồi, khi mà có cái tật á thì dù có xóa tin nhắn nó hay bị sót. Em thấy cái tin nhắn bị sót, cái ngày hôm đó em thấy được cái tin nhắn đó. Sau em hỏi chồng em, cái xong tự nhiên em bị dồn nén bao lâu á chị? Em khóc hòa lên, em hét lên. Cái xong cái em mất bình tĩnh, em xong cửa ra là bạn thợ em đang làm mi cho khách luôn. Em xong cửa ra em bị mất bình tĩnh, em đánh bạn đó, em nắm đầu, em đánh rất là nhiều luôn. Em đánh li liệu luôn rồi xong chồng em ra can. Xong cái em thấy can như vậy á, em kêu tại sao không bên em. Cái xong rồi kế bên có một cái chai nước ngọt, em đập đầu, em đập đầu em té chảy máu tùm lum hết. Nói chung lúc đó em cũng không biết đau, nhưng tại vì á, cái lòng em lúc đó nó đau hơn. Tại vì em đã gieo cái niềm tin cho chồng em với cái bạn thợ đó rất là nhiều. Em không có nghĩ là hai người mà em thân thương nhất, mà em tin tưởng nhất lại phản bội em. Lúc đó chồng em cũng không thương xót em, bạn đó coi như không có gì. Em gọi điện cho nhà chồng thì cũng mặc kệ em. Tại vì những cái chuyện mà suốt 5 tháng đó, em không muốn đánh mất cái tình bạn đó, và em cũng không muốn mất chồng em, nên tiếp tục em lừa dối bản thân em. Em tha thứ cho hai người đó thêm một lần nữa, vì em biết hai người đó nghiện. Hai người đó lấy lý do ra là bị ngáo đá đó chị, chứ không có ai muốn hại em. Bạn đó nói là em thương chị lắm, em không có muốn hại chị này nọ. Em thấy anh tội nghiệp, chị cứ lo làm không à, chị không có quan tâm anh như vậy đó. Chứ em tìm mọi lý do nha chị, để em làm sao cho điều đó không phải là sự thật. Thì em vừa bước ra một cái thì mấy bạn đó biết tin là em có bầu luôn á chị. Xong rồi bay vô đánh em. Tại bữa em đánh nó xong bây giờ nó trả thù. Em bảo vệ em bé trong bụng thì em mới la lên. Em nói là em đang có em bé đó. Xong nó nghe em có em bé thì nó lại máu hơn. Rồi cứ đạp liên tiếp vô bụng em, rồi cầm dao đâm em, túi lưu xui lên người em. Nói chung là máu tràn hết cái tiệm của em luôn. Như vậy thì tính ra là những cái năm tháng miệt mài đi đánh ghen, mà theo như em kể là mình đi một mình luôn á. Mình đơn thương độc mã, ban đêm, ban hôm, rồi chạy xe, rồi đi tìm chồng, mà toàn là nghe nói tìm ở những cái nơi nguy hiểm không à. Toàn là đi tìm ở quán nào mà ở đó mà nếu như mà chồng mà có tòm tèm với ai là tính ra người ta cũng có hội có phường lắm đó. Vậy thì có bao giờ mà em gặp nguy hiểm trong những cái việc liên quan đến cái chuyện đánh ghen này như thế này không? Dạ có. Có một lần á là chồng em đi nhậu, xong em mới nhờ một người bạn của chồng em á là em phải nhắn tin cho anh á là hỏi anh đang ở đâu giúp chị, rồi em qua em nhậu để biết được cái địa chỉ đó. Xong rồi em bạn nói nhắn tin cho chồng em xong rồi có được cái địa chỉ đó, xong em chạy qua ở bên Đầm Sen á, em chở tại đâu ai giữ con em đâu, em ở với hai con với chồng em ở một mình à. Xong em chở hai đứa con của em đi theo mà. Xong cái qua tới nơi cái em đứng từ xa em thấy chồng em đang nhậu với bạn đó, rồi xong cái tự nhiên chồng em cũng quay qua thấy em, cứ xong hai người sợ em quá chạy vô toilet trốn thì em bay vô theo. Mấy cái bạn nhân viên quán không cản kịp em, tại vì lúc đó tất mặt hai đứa con em bỏ trên xe luôn. Em bay vô em đập quá trời luôn, thì chồng em cũng cản. Lần nào em mà đánh ai hay làm gì là đều bên những cái người đó chứ không phải bên em. Cản xong rồi cái em về thì em tưởng mọi chuyện nó êm xuôi rồi. Cái ngày đó là đợt chặt có kế hoạch trả thù em á, rồi điện trước cho chồng em nói là bạn nó bị hết xăng ngay cầu vượt Quang Trung. Chồng em ra đẩy giùm thì chồng em nói em đâu giấu em mà. Chồng em ra đẩy xe thì
là nó gọi điện giả bộ thôi. Còn một bạn thì bất ngờ vô nhà em kêu em ra gọi đầu. Lúc đó em cũng rất là mệt. À, em có bầu bé thứ ba. Dạ. Thì lúc đó, dạ. Xong rồi lúc đó em đi ra em gọi đầu. À, thì em vừa bước ra một cái thì mấy bạn đó bay vô đánh em. Tại bữa em đánh nó xong bây giờ nó trả thù. Mấy bạn nó cũng là mấy bạn làm quán, trong quán tiếp viên đó, thì đông lắm. Thì trong quán cũng phải 6 bạn qua trả thù em. Cái xong cái em bảo vệ em bé trong bụng thì em mới la lên. Em nói là em đang có em bé đó. Xong nó nghe em có em bé thì nó lại máu hơn. Tại vì mấy bạn nó cũng không phải là người đàng hoàng á, có chơi đồ này nọ gì đó. Em cũng làm mấy cái đó mà là rất là kích thích luôn. Rồi cứ đạp liên tiếp vô bụng em, rồi cầm dao đâm em, túa lưu xui cho người em. Nói chung là máu tràn hết cái tiệm của em luôn. Xong em hét lên thì hàng xóm của em á, mới nghe được cái vô giải cứu em. Cái xong em chạy ra đường, em cũng kiểu như em quấn và em nhờ người ta giúp đỡ, nhưng người em máu không à. Xong chở em qua bệnh viện kế nhà em, bệnh viện quận 12 để mặc khâu vết thương cho em. Nói chung là bây giờ những cái vết thẹo đó đầy trên người em luôn. Em bị đâm túi bụi từ tay, chân, đùi, cổ, chỗ nào cũng có hết á. Mới nào em cũng quyết tâm là phải kiện à, rồi này nọ lắm. Lúc đó chuyện này thì mẹ em biết, còn những cái chuyện khác rồi em giấu bé thì sao đó. Em không giữ được chị. Thứ nhất là không giữ được á là do chồng em lúc đó cũng bị nghiện rồi á chị. Rồi thứ hai nữa là khi mà chích ngừa vô nhiều quá chị, chích uống ván rồi chích cái gì mà, tại vì em rất là sợ lúc đó bị mấy bạn nó chơi xấu, chích xì ke gì đó, dùng kim tiêm này nọ. Tại vì em thấy mọi thứ cứ đâm ào ào vô người em không biết là dùng cái gì để đâm nữa mà nhiều lắm. Còn dùng cả bao tay á chị, dục ở ngoài sập rác trước nhà em, có nghĩa là muốn giết em luôn chứ không phải là muốn trả thù đơn giản. Nếu mà theo chị nha, đánh gần mặt nó là khác, còn cái này á là đâm em mà đâm túi bụi nữa. Em không có được người hàng xóm, mấy những người hàng xóm cứu em không biết em sống chết như sao. Lúc đó có hai đứa con em ngồi đó nhưng nó không biết làm gì, nó im lặng luôn, nó không hiểu hai đứa chứng kiến lúc đó con mấy tuổi. À, lúc đó con em nhỏ lắm, một bé đó khoảng 3 tuổi, bé chị lớn hơn thì 6 tuổi. Thì em cũng không hiểu chuyện gì xảy ra lúc đó với em luôn. Em chỉ hét thôi, nhưng mà chị tin không, lúc em hét em chỉ kêu đúng tên chồng em thôi. Em cầu cứu nhưng mà em cũng không biết chồng em đã đi ra khỏi nhà lúc đó luôn á chị. Có nghĩa là em thấy mới thấy hồi đằng trước xong mất tiêu. Thì có nghĩa là chồng em nghe cái bạn kia dàn cảnh đó, nói là đi ra ngoài bị hết xăng phụ dẫn. Thì em chỉ kêu chồng em thôi mà em không thấy chồng em đâu hết. Khi mà em vô bệnh viện á, em khóc nhiều lắm. Em hét lên, em chỉ nói là mấy bác sĩ là gọi điện cho chồng em đâu. Nhưng em lúc đó em thực sự hoảng loạn, em hoảng lắm. Em chỉ trong bất cứ chuyện gì từ trước đến giờ em chỉ cần chồng em bên cạnh, nhưng tất cả những khó khăn của em hình như không bao giờ có chồng bên cạnh. Sau cái lúc mà mình bị tấn công như vậy đó, thì cái phản ứng của chồng em như thế nào? Cái chồng em hứa hẹn với em đủ điều hết, sẽ bảo vệ em, sẽ thương yêu em, sẽ không quen biết những cái bạn ở ngoài quán nữa, không đi chơi nữa. Thì chỉ được có vài tháng thôi chị. Nhưng cuối cùng là em đã bước ra khỏi cái cuộc hôn nhân đó. Thì theo như em đánh giá là mình bước ra khỏi cuộc hôn nhân đó vì mình khôn rồi, vì mình không phải là cô gái 18 tuổi năm xưa nữa, hay là vì thôi đau quá rồi không còn thiết tha gì nữa nên buông, hay là vì em có sự tự tin thật sự, và cái việc tự tin đó nó làm cho em cảm thấy là mình ổn, mình không sợ hãi nữa? Cái nào là cái đã em cảm thấy là nó đã tác động để mình đưa ra cái quyết định mà mọi người không ngờ tới, mọi người không nghĩ là mình có thể bỏ được? Cái điều mà để cho em có được một cái cuộc sống mà như hiện tại mà em quyết tâm từ bỏ là do em tự tin về bản thân của em. Em tự tin là em có thể là nuôi con em được, em có một công việc ổn định. Em nói chung là cũng do em sẽ tìm tới những cái môi trường tốt hơn. Học những cái điều hay nè, em đi học những cái đó phát triển bản thân, và em học ở những cái anh chị á những cái điều rất là tốt luôn, giống như là phải cố gắng. Nói chung bây giờ em thay đổi rất là nhiều luôn. Nếu mà em còn vướng trong cuộc hôn nhân đó thì chắc chắn là không có em bây giờ luôn. Em phải vướng bận lo về những cái mà đau buồn nè, ghen tuông, rồi gia đình chồng, rồi con cái, rồi chồng chồng hôm nay ăn gì hay này nọ. Nên là cái quyết định bây giờ là
tốt nhất cho em là do em có thể tự chủ được cái công việc nghề nghiệp và em tự chủ được kinh tế để lo cho con, em không phải phụ thuộc vào ai. Trước đó em phụ thuộc thì em không dám buông bỏ tại vì em sợ con em khổ, nhưng mà bây giờ em lo con em được nên điều đó rất là bình thường với em. Vậy thì bây giờ chốt lại là có quá nhiều vấn đề, chị cũng không biết nếu chị là em thì giờ chị sẽ nói cái gì với các bạn. Thôi bây giờ mình nói một cái thông điệp mà mình cảm thấy là nó đáng giá lắm trong cái hành trình 20 mấy năm của cuộc đời, hơn 10 năm của hôn nhân, thì cái mà em thấy là nó đắt giá lắm mọi người ơi thì nó nằm ở chỗ nào? Theo em nghĩ là phụ nữ mình phải trở nên có giá trị á chị. Thì lúc mà em có giá trị á thì chồng em cũng tỏ ra tiếc nuối lắm, nhưng mà em tỏ ra ngược lại không cần nữa, chứ không phải là lúc mà em chia tay là không tiếc nuối đâu. Là em tự chủ được kinh tế, em trở nên cứng rắn mạnh mẽ hơn, hay là em không nghĩ là em nói là em không phụ thuộc anh nữa, em có thể nuôi hai đứa con mà chồng em nghĩ lúc trước mà em không làm được gì đó, chắc chắn là chồng em nghĩ em phải phụ thuộc, không có tao làm sao mày sống được, đừng nói là nuôi con. Nhiều khi này em nỗ lực âm thầm nha chị, em làm mọi thứ âm thầm, không ai quan tâm đến em cả. Ai cũng nói làm được có ăn là mừng rồi, nhưng em vẫn tích góp. Rồi em học hỏi, em trao dồi, em đi học rất là nhiều. Không, trên cái bước đường mà sự nghiệp của em hay học tập của em chưa một lần được ai ủng hộ hết, chỉ có bản thân biết, em biết là em làm điều gì để cho em trở nên có giá trị và em trở nên hạnh phúc hơn thôi. Nên là em nghĩ là mọi người cứ phải phải biết kiếm tiền, tự lập và phải biết chăm sóc sắc đẹp để cho mình trở nên có giá trị hơn, để có một cuộc sống hạnh phúc hơn. Rất là cảm ơn em và các bạn. Cái cách để mà người khác suy nghĩ khác về chúng ta, đó là chúng ta phải làm khác đi. Nếu như bạn đang ở trong một mối quan hệ mà ở đó mọi người nghĩ bạn thế này thế kia và bạn rất là không hài lòng về điều đó, bạn không có muốn là người ta nghĩ về mình như vậy nữa, thì cái cách của chúng ta đó là mình sẽ phải làm một cách khác đi, để có những giá trị khác đi, thì lúc đó những cái suy nghĩ khác đó nó mới hình thành. Tuy nhiên không có nghĩa là chúng ta sống theo cái uốn nắn của thiên hạ. Không phải là vì thiên hạ thế này mà tôi buộc phải sống thế này. Tự chung lại thì cái giá trị đó phải là cái giá trị mà mình mong muốn. Câu cuối cùng của chương trình luôn luôn là một câu rất là quen thuộc. Em có muốn bật đèn không? Dạ chắc là em không tiện bật đèn đâu chị. Với lại thực ra đây có thể là số đầu tiên á. Đây có thể là số đầu tiên mà chị có. Chị có dòm ở trong lòng chị một tí ý muốn là lỡ mà em nói em bật đèn chắc chị sẽ cản. Không biết nữa mọi người, đây là lần đây là điều mà chương trình không có cho phép đâu. Bởi vì chương trình luôn luôn rất là tôn trọng cái quyết định của mọi nhân vật, nhưng mà mọi người biết không, chúng ta đã nghe câu chuyện của bạn ấy rồi. Chúng ta biết rằng đằng sau người mẹ này là có hai đứa con đủ nhạy cảm, nhiều tổn thương. Và thực sự thì chúng ta trên cái hành trình chữa lành á, thì cái việc mà chúng ta cứ để các bạn ấy đối diện biết với những cái trải nghiệm không vui cũng không phải là cách. Cho nên hồi nãy chị cũng có nghĩ trong đầu, lỡ mà em nói em bật đèn chắc là chị sẽ xin cản. Hơi can thiệp tí xíu, nhưng mà rất may là chúng tôi đã gặp nhau ở cái quyết định này, đó là việc không bật đèn. Và tôi tin rằng là quý vị khán giả cũng sẽ cảm thấy cái quyết định này nó thực sự hợp lý trong câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn một câu chuyện nhiều sóng gió, nhiều nỗi buồn, không có thấy niềm vui ở đâu luôn á. Cái điều vui nhất có lẽ là ở cái đoạn yêu nhau rồi yêu lần cưới, rồi sau cái đám cưới đó thì mọi sự đã bắt đầu. Tuy nhiên thì tạm cho rằng là một cái kết có hậu, một cái kết mà bạn ấy đã tìm lại được chính mình, tìm lại giá trị của mình. Và cái giá trị đó nó nằm trên những cái sự việc rất là cụ thể, đó là có công ăn việc làm, biết được thế mạnh của mình ở đâu, mình chăm chỉ và mình có những cái mục tiêu rất là cụ thể để mình được ghi nhận. Và chúng tôi tin rằng là ở một cái góc độ nào đó, trong những trải nghiệm nào đó, đây là một cái gọi là những cái gạch đầu dòng rất là quý giá để mỗi chúng ta sẽ trở thành một cái phiên bản tốt hơn của mình, dù trong hôn nhân hay là dù trong công việc mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã luôn luôn trở thành những người lắng nghe vô cùng kiên nhẫn và đón nhận những câu chuyện của chúng tôi. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ luôn luôn có được sự tin tưởng của rất nhiều những khán giả khác. Chúng ta có thêm những cái lát cắt, chúng ta có thêm những cái chất liệu được ghi nhận một cách chân thực, sống động. Và nó luôn luôn là sự thật đến từ cuộc sống xung quanh chúng ta. Và chương trình như đã nói sẽ luôn luôn là một cái gối tựa để mọi người tới gác tay vào và kể cho nhau nghe nhiều câu chuyện khác nhau. Cảm ơn mọi người và đừng quên khung giờ quen thuộc của chúng ta,
20 giờ tối thứ ba hàng tuần. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.